Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn với nền kinh tế có độ mở lớn, những năm gần đây, ngành công nghiệp tiếp tục duy trì là động lực tăng trưởng lớn nhất của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2021-2023 tăng bình quân 7,5% một năm. Quy mô giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023 đạt 972,7 nghìn tỷ đồng, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Trong 6 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,5% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy sự phục hồi của kinh tế Thái Nguyên nói chung và ngành công nghiệp nói riêng. Đó là cơ sở để Thái Nguyên hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 8,5% trong năm 2024.